Một cái quán bột chiên trong chợ 200 xóm chiếu quận 4 đã bán hơn 28 năm của hai cô chú lớn tuổi. Bột chiên ở đây thì giá rẻ bèo luôn nhưng mà ăn ngon lắm, ngay trong khu thiên đường ẩm thực quận 4 luôn. Cô chú thì hiền lành dễ thương lắm, quán bán từ 4 giờ chiều cho đến tối mỗi ngày trước một cái con hẻm nhỏ. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Tối hôm nay Phúc theo một cái comment trên TikTok nên quyết định đi review cái tủ bột chiên hơn 28 năm bình dân của cô chú lớn tuổi trong chợ 200 quận 4. Cô chú bán trước số nhà 200/7 đường xóm chiếu quận 4. Ngoài bột chiên thì cô còn bán thêm nuôi chiên và mì xào nữa. Một phần bột chiên một trứng là 20.000, hai trứng là 25.000 nha. Nuôi chiên hay mì xào cũng đồng giá là 45.000. Trong lúc chiên thì cô nhẹ nhàng hỏi thăm Phúc cho nên Phúc cảm thấy gần gũi. Cô thì ngồi chiên, chú thì phục vụ. Mình sẽ đậu xe ở trong hẻm, được có mấy cái bàn trong hẻm ngồi cũng được hơn chục người á. Phúc gọi một phần bột chiên hai trứng chín là 25.000, có kèm thêm nhúm hành lá xào cho thơm nữa. Bên trên thì có thêm một cái nhúm đu đủ bào sợi trên mặt nữa, chan nước tương ớt vào để ăn chung. Cái món này thì đơn giản, cũng là cái món kỷ niệm của Phúc vì đây là cái món ăn đầu tiên khi mà mười mấy năm trước Phúc đặt chân lên Sài Gòn. Nếu như có dịp thì các bạn đừng quên đến ủng hộ cô chú nha, đảm bảo là ngon rẻ bình dân hợp túi tiền luôn. Cũng đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều quán ăn ngon rẻ bình dân ở Sài Gòn nha.